Phim não Nhật Bản thì đúng như cái tên của nó là ở Nhật Bản. Nhưng mà ở Nhật Bản là cái nơi mà người ta phát hiện ra cái viêm não này đầu tiên. Chứ còn ở những cái vùng Đông Nam Á đó thì là nước nào cũng có thể là có người bị bệnh viêm não Nhật Bản hết. Tại vì sao? Vì cái bệnh này đó là cái bệnh mà nó lây qua một cái con muỗi, mà con muỗi đó nó sẽ sống ở những cái vùng mà trồng lúa và nuôi heo. Và con người là bị con muỗi chích một cách là ngẫu nhiên thôi. Khi mà cái con siêu vi này nó vô trong con người á, thì là nó sẽ không có sống lâu dài và nó sẽ chết thôi. Có con muỗi sống ở vùng trồng lúa, mình có nuôi heo thì là con muỗi nó chích người thì người sẽ bị viêm não Nhật Bản. Và đối với lại cái viêm não Nhật Bản đó, thì là cái vaccine để mà ngừa viêm não Nhật Bản đó, thì là chúng ta có cái vaccine ngừa viêm não Nhật Bản đó là một điều rất là may mắn. Tất cả những cái bệnh mà ảnh hưởng tới cái não mà siêu vi là chúng ta toàn là phải điều trị triệu chứng và chúng ta hỗ trợ là chính, chứ chúng ta không có những cái thuốc đặc hiệu để mà điều trị cho trẻ. Còn nếu mà chúng ta đã trễ 3 tháng thì tôi nghĩ là trễ 3 tháng thì là nếu như mà lúc mà dịch bệnh đang quá cao điểm đi thì chúng ta có thể là chúng ta tạm thời trì hoãn. Nhưng mà đối với lại cái thời điểm bây giờ đó là bắt đầu là giảm bớt được cái chuyện giãn cách rồi, thì tôi nghĩ là chúng ta không nên trì hoãn thêm nữa. Tại vì sao? Chúng ta có thể trì hoãn nếu như trong điều kiện bất khả kháng. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta trì hoãn mà nếu như lỡ mà bé nó chưa được bảo vệ hoàn toàn và bé nó sẽ bị con muỗi chích và bé sẽ bị viêm não Nhật Bản, thì lúc đó chúng ta rất là khó để mà chúng ta có thể đưa cho bé trở lại cuộc sống bình thường nếu như chẳng may là cái viêm não đó nó bị ảnh hưởng quá nặng. Thành ra là đối với lại cái hoàn cảnh bây giờ và cái giai đoạn bây giờ thì tôi nghĩ là chúng ta đã có thể sắp xếp để chúng ta đi chích ngừa, chứ đừng nên trì hoãn thêm nữa.